Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi dần tháng 11 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn tháng 11 năm 2021 âm lịch là một khoảng thời gian hung cát đan sen đối với người tuổi dần. Bạn có thể đạt được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng có thể gặp họa thị phi, tranh chấp nếu không quyết tâm cố gắng hoặc không có cách cư xử phù hợp. Trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt án ngữ nên bản mệnh dễ rơi vào trạng thái chủ quan, lơ là, nhất là ở trong những công việc đã quá quen thuộc. Một số người hăng hái nhận những dự án, nhiệm vụ mới nhưng lại nhanh chóng rơi vào trạng thái chán nản, làm việc đầu voi đuôi chuột khiến lãnh đạo không hài lòng. Trên thực tế, theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi dần âm lịch, bạn vốn là một người thông minh, có tài, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Các cát tinh Tả Phù, Nguyệt Mã và Thiên Vu xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì thế, dù gặp phải khó khăn, bạn cũng chớ nên vội vã đầu hàng phương diện tình cảm của bản mệnh lại có những bước tiến tích cực. Ngũ hành tương sinh cho thấy dù bạn còn độc thân hay đã có người thương thì đều được tận hưởng hạnh phúc. Bạn thường được mọi người quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, tâm sự, tạo động lực để bạn có thể vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi dần tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Về cơ bản, người tuổi dần cần chú ý nhiều hơn trong công việc của mình nếu muốn vươn lên. Bạn không thể cứ lơ là, làm mọi việc theo ý thích mà lại mong muốn gặt hái thành công hơn người được. Dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn thường lâm vào trạng thái chủ quan, cho rằng công việc quen thuộc thì mình sẽ không mắc phải lỗi sai. Tuy nhiên, đấy chính là nguồn cơn khiến bạn vướng vào nhiều rắc rối. Những sự cố bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu bạn không tập trung, chú ý thì dễ bỏ qua hoặc trở nên bối rối, không biết cách giải quyết. Người trẻ tuổi thường cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi bắt tay vào công việc, nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên bạn dễ gặp phải trục trặc cuối cùng thành ra chán nản, muốn bỏ cuộc. Để không lạc mất phương hướng của mình, trước khi làm việc gì, bạn cũng nên xác định rõ ràng điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, những khó khăn hoặc thuận lợi mà mình sẽ gặp phải khi làm việc. Thực tế cho thấy bạn cũng không cần phải quá lo lắng cho sự nghiệp của mình, bởi xung quanh bạn vẫn còn rất nhiều các tinh phù trợ. Nguyệt Mã cho thấy bạn vốn là một người năng động, tháo vát, chỉ cần bạn nhiệt tình hơn trong công việc, sẵn sàng hỏi ý kiến của người khác để tiếp thu kiến thức mới thì dần dần, bạn sẽ tìm được hướng đi chính xác. Nếu cố gắng không ngừng thì đến cuối tháng, bạn có thể giải quyết được gọn gàng nhiều khó khăn, cản trở, thậm chí có cách biến thách thức thành cơ hội, được thăng quan tiến chức, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Tử vi tuổi dần tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc theo tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi dần âm lịch, chuyện làm ăn của con giáp này chưa có nhiều tiến triển đáng kể do phải chịu sự ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm tuyệt. Bạn quá đắc ý, chủ quan, thậm chí làm việc đầu voi đuôi chuột nên dễ bỏ lỡ cơ hội, khiến khách hàng, đối tác cảm thấy mất lòng tin. Một số người sẽ phải bon chen, giành giật nếu muốn chiếm thị trường cho mình. Những lúc như vậy, bạn cần tự thúc đẩy mình cố gắng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ mọi người xung quanh để tìm ra cách giải quyết vấn đề phù hợp nhất trong quá trình giao tiếp, cư xử với mọi người, bản mệnh cần hạn chế hành động nông nổi, nói năng mất kiểm soát bởi thiên cầu hung tinh có thể đẩy bạn vướng vào những rắc rối khó có thể khắc phục ngay lập tức. Nếu bạn vô tình gây hấn với kẻ tiểu nhân hoặc người có quyền cao chức trọng thì dễ phải dùng tiền và mất thời gian mới khiến mọi việc lắng xuống được. Cơ hội do các tinh mang tới chỉ đến với những người luôn chăm chỉ, tháo vát, tập trung vào nhiệm vụ của mình. Bạn đừng ngại học hỏi thêm những điều mới mẻ, xin ý kiến của những người đi trước nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy học thêm các kiến thức về đầu tư, kinh doanh trước khi bước chân vào một lĩnh vực mới mẻ nào đó. Tử vi tuổi dần tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Vận trình tình duyên của người tuổi dần có những dấu hiệu phát triển khả quan hơn hẳn con đường sự nghiệp và tài lộc. Do ngũ hành tương sinh thúc đẩy, bạn có thể giữ được quan hệ tốt đẹp với người thân và bạn bè, dù là người đã lập gia đình hay chưa thì đều được hưởng hạnh phúc những người độc thân có thể gây ấn tượng tốt đẹp với người khác giới nhờ tài năng sự năng động tháo vát của mình đi đến đâu bạn cũng có thể trở thành người nổi bật vì thế đừng ngại thể hiện sức hút của mình bạn sẽ khiến cho nhiều người phải sao xuyên đấy một số người được bạn bè người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng thì cần nhanh tay chớp lấy cơ hội bạn có thể kéo gần khoảng cách với đối phương bằng cách nhắn tin trò chuyện nhưng với một mức độ vừa phải không khiến người mới quen cảm thấy phiền phức những người đã lập gia đình được sống trong một mái nhà yên ấm với nửa kia thấu hiểu. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi với nhau những công việc xảy ra hàng ngày. Chính nhờ vậy, đôi bên thêm hiểu về nhau và sẵn sàng cổ vũ nhau vượt qua khó khăn. Gia đình không những là bến đỗ an toàn mà còn là động lực thúc đẩy bạn vượt lên phía trước. Tử vi tuổi dần tháng 11 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Thiên cầu hung tinh khiến sức khỏe của người tuổi dần phải chịu những ảnh hưởng nhất định vì thế bạn chớ bắt mình làm việc quá sức chớ để cảm xúc quá mức kích động sẽ gây những tác động không tốt đến cơ thể của bạn người phải thường xuyên di chuyển đường dài cũng như người lao động tay chân cần phải đặc biệt chú ý trong khoảng thời gian này chỉ cần bạn làm việc lơ là cầu thả hoặc không tôn trọng luật lệ giao thông là sẽ rất dễ dẫn đến tai nạn không đáng có khiến cả chính bản thân mình và những người khác phải chịu ảnh hưởng Tử vi tháng 11 năm 2021 tuổi dần âm lịch khuyên, trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên dành thêm thời gian để rèn luyện sức khỏe, khiến cơ thể trở nên dẻo dai hơn, hạn chế thức khuya cũng như ăn đồ ăn nhanh hoặc những món đồ quá cay, nóng. Cẩm nang vượng vận tháng 11 năm 2021 âm lịch cho từng tuổi dần. Tuổi canh dần, mộc nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, hăng hái, nhiệt tình làm việc nhưng thường bỏ giờ giữa chừng. Quý nhân, ngọ tuất tiểu nhân thân tỵ màu sắc may mắn xanh lá cây nâu tuổi nhâm dần kim nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết cần hạn chế bản tính nóng này chớ đẩy bản thân vào thị phi kiện tụng quý nhân thân mão tiểu nhân tỵ hợi màu sắc may mắn trắng đen tuổi giáp dần thủy nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết có trách nhiệm với công việc tạo lòng tin cho lãnh đạo hoặc đối tác quý nhân thìn ngọ tiểu nhân, thân, hợi. Màu sắc may mắn, xanh nước biển, xanh rêu. Tuổi bính dần, hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, người độc thân nên nắm bắt cơ hội đến với người thương. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, tỵ, dậu. Màu sắc may mắn, đen, xanh da trời. Tuổi mậu dần, thổ, nam vân hán, nữ la hầu. Khẩu quyết, được sống trong gia đình hạnh phúc, người thân thấu hiểu. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân, dần, tỵ. Màu sắc may mắn, trắng, xanh lam. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi dần trong tháng 11 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát, để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.